Chân chân quay mông lên mông lên. Mời cả nhà cùng đón đợi ca khúc mới cùng cộng đồng chống dịch La Phong Lâm viết để lan tỏa những cái điều tốt đẹp cùng cộng đồng chống dịch. Mời cả nhà cùng đợi siêu phẩm này nhá. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cùng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế rằng ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức nhiệt quyết vượt qua corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn tự tin vượt qua đại dịch. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cùng nâng cao. Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kiện quyết vượt qua corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn tự tin vượt qua đại dịch. Tự tin vượt qua đại dịch.